Chào đón các bạn đang đến với tập phim may mắn. Chúng ta hãy cùng xem câu hỏi của tập phim ngày hôm nay nhé. Trong tập 23, tên sát thủ cho bà Camila trên chiếc taxi mang biển số là gì? Đáp án A, UVW451. Đáp án B, UVW457. Và đáp án C là UVW427. Các bạn hãy truy cập và bấm like fanpage Long An TV đã phát thanh và truyền hình Long An tại địa chỉ facebook.com/LongAnTV. Chia sẻ công khai video câu hỏi của tập phim vừa phát sóng, kèm theo bài đăng là câu trả lời của bạn với cú pháp hashtag VCNLA tập phim khoảng trắng đáp án A, B hoặc C. Ví dụ bạn chọn đáp án B cho câu hỏi ở tập 23, hãy chia sẻ bài đăng như sau: hashtag VCNLA 23 khoảng trắng B. Khán giả trúng giải sẽ nhận được một phần quà trị giá 200.000 đồng khi trả lời đúng đáp án của tập phim may mắn. Bài share nhận được lượt thể hiện cảm xúc nhiều nhất. Live fanpage Long An TV đã phát thanh và truyền hình Long An chia sẻ công khai video câu hỏi của tập phim vừa phát sóng. Kết quả sẽ được chúng tôi tổng hợp và công bố vào lúc 20:55 tối thứ hai hàng tuần trên sóng truyền hình, đồng thời đăng tải lên fanpage cũng như là kênh YouTube Long An TV. Chúc quý vị và các bạn may mắn. Quý khán giả có thể quét các mã QR đang hiển thị trên màn hình để đến với các kênh thông tin chính thức của truyền hình Long An.